kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bắc Hà đã tiến hành chi trả trợ cấp tại nhà cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa lây lan trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Theo đó, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2020, cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bắc Hà cùng đại diện cán bộ công chức các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ tiến hành chi trả trợ cấp tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cho 177 đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện huyện Bắc Hà tổ chức chi trả trợ cấp xã hội tháng 4 và tháng 5 cho hơn 800 đối tượng bảo trợ trên địa bàn huyện với tổng số tiền là gần 600 triệu đồng, hoàn thành ngay trong tháng 4 năm 2020 với thời gian chi trả phù hợp, địa điểm phù hợp để phân tán, phân tải các hoạt động chi trả và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt đối với các đối tượng là người cao tuổi hoặc không thể đến nhận tiền tại các điểm chi trả, thì thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng tại nhà. Chúng tôi hết sức cảm động, bởi vì trong những ngày Đảng và Nhà nước rồi toàn thể xã hội đang gồng mình để chống lại cái dịch COVID-19 đang đe dọa tính mạng của nhân dân. Thế mà cái cơ quan thương binh xã hội của huyện, mặc dầu công việc rất là bận rộn nhưng cũng bớt chút cái thời gian để đến tận nhà, trao tận tay hai cái tháng gọi là trợ cấp cho đối tượng chính sách như những người có công cho chúng tôi. Thực sự khi nhận đồng tiền này tôi hết sức xúc động và nó hết sức có ý nghĩa trong những ngày tháng cả nước căng thẳng trong việc giãn cách xã hội. Cũng trong thời gian này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình sức khỏe của đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, thân nhân người có công trên địa bàn huyện và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo yêu cầu. Có 3 bệnh viện được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm khám chữa bệnh từ xa. Hoạt động này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình tại 3 địa điểm, bao gồm Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương của Lào Cai, tổ chức hội chẩn điện tâm đồ và siêu âm từ xa về các bệnh mãn tính cần đi khám hoặc duy trì thuốc tại nhà như thế nào. Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh thực hiện hội chẩn CT từ xa, đánh giá những trường hợp đột quỵ não để chỉ định điều trị gián tiếp, hạn chế phải chuyển tuyến cao hơn. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, Thanh Hóa thực hiện kết nối giữa bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với bệnh nhân ở thôn Câu Đông, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương. Mô hình khám bệnh từ xa được sử dụng các trang thiết bị công nghệ dễ sử dụng, giúp cho nhân viên y tế hoặc cộng tác viên y tế có thể kết nối thiết bị để bệnh nhân gặp bác sĩ qua màn hình, trao đổi với bác sĩ, thậm chí bác sĩ có thể nghe được tim của bệnh nhân để chẩn đoán và kê đơn thuốc cho bệnh. Dự kiến buổi khai trương mô hình khám chữa bệnh online sẽ được diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cây ATM phát gạo miễn phí đầu tiên ở Lào Cai đã đi vào hoạt động tại thành phố Lào Cai. Đây là sản phẩm mang ý nghĩa nhân văn mà các em học sinh của trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai thực hiện trong thời gian các em nghỉ học phòng chống dịch bệnh. Một ngày trước khi cây ATM phát gạo miễn phí được đi vào hoạt động, các kỹ sư tương lai của trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đang khẩn trương hoàn thành các khâu cuối cùng, tiến hành chạy thử mô hình để đảm bảo không có sai sót gì trong quá trình vận hành. Nhiều ngày qua, với sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè và đặc biệt là sự tư vấn của em Vũ Hoàng Long, cựu học sinh trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai, người đã từng xuất sắc đạt giải trong cuộc thi quốc tế khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học. Em Lê Hoàng Quốc cùng các bạn đã hoàn thành cây ATM gạo để phát miễn phí cho người gặp khó khăn. Trong cái sản phẩm này thì em đầu tư về phần lập trình và em có nhờ anh Vũ Hoàng Long, anh là cựu học sinh trường Trung học phổ thông số 1 để tạo ra để hoàn thành cái phần lập trình cho gạo chảy. Và sản phẩm này là sản phẩm đầu tay của em, thì khoảng một khi trường Trung học phổ thông số 1 thực hiện phát gạo thì em sẽ
tính tới là em phát triển thêm về sản phẩm của mình đến các vùng huyện, xã xa xôi hẻo lánh. Trong cái sự kiện chống dịch này thì em có tham gia vào bên hậu cần và bên tuyên truyền ạ. Cụ thể là đã sáng tác các hình nộm và để tuyên truyền mọi người đến. Em thấy đây là những cái sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng ấy ạ. Tuy là mình không thể góp nhiều nhưng mà mình có thể góp những cái việc nhỏ mà mình có thể làm được để giúp cho sự kiện được thành công hơn và tình yêu thương có thể lan tỏa được nhiều hơn ạ. Đến chiều ngày 15 tháng 4, chương trình đã huy động xã hội hóa được hơn 4 tấn gạo và 30 triệu đồng tiền mặt. Đây là một con số ấn tượng ngoài kỳ vọng ban đầu của thầy trò trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai khi mới bắt tay vào thực hiện dự án này. Trong buổi chiều trước ngày tổ chức phát gạo miễn phí cho bà con nhân dân, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và tất cả các bậc phụ huynh đã có mặt để tiếp tục ủng hộ gạo, ủng hộ kinh phí, tiếp sức lan tỏa những việc làm ý nghĩa của con em mình. Xin ủng hộ 100kg gạo. Cái thực hiện này nó cũng nên tham gia. Động viên con là thôi thì chung tay góp sức với mọi người, có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, mỗi trường là một pháo đài trong phòng chống dịch COVID-19. Nhà trường đã chỉ đạo đoàn thanh niên, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nghiên cứu để thiết kế lắp đặt cây ATM gạo miễn phí. Đoàn trường cũng đã kêu gọi các tổ chức, các cá nhân để ủng hộ. Thế thì nhà trường bắt đầu thông báo cái chủ trương từ 9 giờ sáng ngày hôm qua và cho đến thời điểm này thì đã huy động được gần 5 tấn gạo với gần 30 triệu đồng tiền mặt để đưa vào phục vụ hỗ trợ cho người dân nghèo. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cây ATM phát gạo miễn phí của trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai chính thức đi vào hoạt động cho tới hết ngày 30 tháng 4. Sau đó, mô hình sẽ tiếp tục được duy trì tại một số địa bàn khó khăn của thành phố Lào Cai. 3kg gạo cho mỗi lần tặng không mang ý nghĩa vật chất quá lớn, nhưng nó mang thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự sẻ chia, về tinh thần tương thân tương ái mà các em học sinh thành phố Lào Cai muốn gửi gắm. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu động lực phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, thị xã Sapa luôn chú trọng quan tâm đến việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc. Cụ thể, các bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương thời gian qua đã được bà con nhân dân gìn giữ, phát huy. Di tích danh thắng được quan tâm bảo tồn, di sản văn hóa phi vật thể được sưu tầm, phục dựng. Các lễ hội truyền thống được duy trì thu hút ngày càng đông sự tham gia của nhân dân trên địa bàn và du khách, góp phần tạo nên sự phong phú cho các sản phẩm du lịch, phục dựng và tổ chức các nghi lễ, lễ hội truyền thống phục vụ du lịch hàng năm. Trong đó, nghề chạm khắc, nghề làm trống của người Dao Đỏ, nghi lễ kéo co của người Tày, Giấy đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định công nhận hang động Tà Phời là di tích cấp tỉnh. Thiết chế văn hóa cấp phường, xã, thôn, tổ dân phố từng bước được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Giai đoạn 2016-2019 đã cấp mới 56 bộ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, xã, sửa chữa nâng cấp 27 nhà văn hóa thôn với tổng số vốn đầu tư là 35 tỷ 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách và vốn khác. Việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước các thôn bản được quan tâm. Có 116 trên 116 thôn bản có hương ước quy ước và được Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, gia đình ấm no, hạnh phúc. Trước đây, các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được giao cho tổ nhóm nông dân tại cơ sở quản lý. Tuy nhiên, qua thực tế, có rất ít công trình mang lại hiệu quả. Vì vậy, việc giao các công trình này cho một đơn vị nhà nước quản lý được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, vận hành và thu phí nước sạch trong những năm tới. Các công trình nước sạch khu vực nông thôn sẽ được giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã trực tiếp quản lý khai thác. Mỗi Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã lựa chọn một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại một xã để quản lý khai thác. Trong năm 2020, các trung tâm thực hiện thu tiền sử dụng nước theo quyết định số 09/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sau thời gian một năm thí điểm, các trung tâm phải lập báo cáo tài chính và xây dựng phương án giá tiền nước đối với từng công trình cụ thể trình tỉnh phê duyệt.
Việc thí điểm mô hình các trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã trực tiếp quản lý khai thác các công trình cấp nước nhằm đa dạng hóa các loại hình quản lý, tiến tới nâng cao hiệu quả, tính bền vững của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức hiện nay. Như vậy, tỉnh Lào Cai sẽ có hai đơn vị sự nghiệp thực hiện thu tiền nước sinh hoạt khu vực nông thôn, đó là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 8 huyện, thị xã. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2019, toàn tỉnh đã triển khai 158 mô hình trên dự án khuyến nông với tổng vốn là 67,7 tỷ đồng. Với hơn 66.228 hộ nông dân trong tỉnh tham gia triển khai thực hiện. Trong đó có 68 mô hình trên dự án trong lĩnh vực trồng trọt, 15 mô hình trong lĩnh vực chăn nuôi và lĩnh vực thủy sản đã triển khai 15 mô hình. Đồng thời lĩnh vực lâm nghiệp và cơ giới hóa, bảo quản và chế biến nông sản đã thực hiện được 25 mô hình trên dự án, góp phần nâng cao đời sống, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người nông dân. Thực tế cho thấy trong giai đoạn 2011-2019, các dự án mô hình khuyến nông đã giúp cho các hộ nông dân tham gia vùng dự án khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động, kinh nghiệm, tập quán canh tác và thích ứng với nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, thông qua các mô hình dự án khuyến nông đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập gắn với bảo vệ môi trường. Đối với chính quyền cơ sở, thông qua các mô hình dự án khuyến nông đã giúp nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo sản xuất. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, hệ thống khuyến nông của tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn, dạy nghề cho lao động nông thôn, chú trọng phối kết hợp tốt giữa cán bộ khuyến nông với chính quyền địa phương, từ đó nâng cao chất lượng công tác khuyến nông. Cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, mọi hoạt động sản xuất vẫn được bà con duy trì thực hiện với hy vọng đảm bảo nguồn cung thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đảm bảo thu nhập. Trang trại gà hơn 2.000 con đã quá thời gian xuất bán của gia đình bà Trịnh Thị Giang ở thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng. Mới chỉ có khoảng 20% được các tiểu thương đến thu mua, với giá thu mua cũng giảm đi rất nhiều so với trước đó. Điều này đã làm cho chi phí chăn nuôi của gia đình bà Giang tiếp tục tăng khá cao. Khó khăn là vậy, nhưng bà Giang vẫn đang tiếp tục thực hiện gây nuôi trên 1.000 con gà mới nhằm đảm bảo phát triển sản xuất khi dịch bệnh qua đi. Bình thường thì cứ 3 đến 4 tháng là xuất một lứa, nhưng mà bây giờ do tình hình dịch Covid thì nó kéo dài đến 5 tháng hoặc 6 tháng mới bán hết một lứa gà. Nên là cái chi phí vào cái đầu ăn của nó rất là tốn kém. Đấy, nhưng mà giá thành thì lại rẻ. Trước đây thì cứ 6-70 nghìn một cân gà, nhưng giờ nó xuống còn có 50 nghìn một cân gà, nên là cái người chăn nuôi nó thua lỗ rất là nhiều. Đấy, quy mô bây giờ là còn 2.000 con nữa là chưa xuất bán được. Gà con bây giờ là còn hơn 1.000 con, 1.500 con là đang vào cái tầm thời điểm được 40 ngày tuổi. Còn tại diện tích đất sản xuất nông nghiệp của gia đình bà Trịnh Thị Đức ở thôn Đồng Tâm, xã Sơn Hải, nhiều sản phẩm hoa màu của gia đình đã đến kỳ thu hoạch, nhưng thương lái đến mua rất hạn chế. Nhiều diện tích rau muống, cà pháo như thế này có thể bị cắt bỏ để chờ lứa mới. Thành quả lao động có thể bỏ sông, bỏ biển. Dù vậy, bà Đức vẫn bám đồng ruộng chăm sóc cho diện tích hoa màu của gia đình. Bây giờ gặp khó khăn nhất là cái khoản thị trường. Bây giờ mình làm ra được rồi nhưng mà mình lại không tiêu thụ được sản phẩm. Bây giờ là đang cái khoản dịch bệnh như này, nói chung là không có người đi chợ, là hàng hóa mình làm ra là không thể bán được. Bây giờ là cà thì ra quả rồi, đến tuổi thu hoạch rồi nhưng mà lại không bán được ra thị trường. Thì đành phải chấp nhận cứ để đến bao giờ chắc là phải hết dịch bệnh thì mới bán được. Trước những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản mà các hộ dân gặp phải do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tuyên truyền vận động để người dân yên tâm khắc phục khó khăn, duy trì thực hiện sản xuất, chăn nuôi nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống và thực hiện phát triển kinh tế xã hội khi dịch bệnh qua đi.
phía địa phương chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân bằng cách là tiếp tục chăm sóc các cái cây rau màu để sau này nếu hết cái thời gian mà cách ly toàn xã hội khoảng 15 tháng 4 mà nếu như dịch bệnh cái tình hình dịch bệnh chìm xuống thì mọi hoạt động xã hội tiếp tục trở lại bình thường thì các mặt hàng nông sản của bà con sẽ tiếp tục được bán ra thị trường và sẽ đảm bảo cái giá cả cho bà con nông dân. Khó khăn là vậy, nhưng bà con nông dân vẫn duy trì sản xuất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người tiêu dùng, hạn chế tình trạng khan hiếm hàng và tăng giá bất hợp lý có thể xảy ra. Đây là việc làm rất đáng trân trọng của người nông dân trong thời điểm khó khăn này, qua đó đã góp phần bình ổn thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.